Sự tu hành của các ông là pháp sanh tử, chẳng phải hạnh Bồ Tát, chẳng phải do đây mà được quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Nay các ông nên tu đạo hết khổ, mau hết các khổ, được vào Niết Bàn. Khi ấy ác ma liền vì Bồ Tát thuyết pháp tương tự đạo sanh tử, đó là tưởng thây chết, hoặc tưởng xanh bầm, hoặc tưởng thối rữa, hoặc tưởng sình trướng, hoặc tưởng trùng ăn, hoặc tưởng màu đỏ bầm, hoặc từ, hoặc bi, hoặc hỉ, hoặc xả, hoặc sơ tịnh lự, hoặc cho đến đệ tứ tịnh lự, hoặc không vô biên xứ, hoặc cho đến phi phi tưởng xứ. Ác ma bảo Bồ Tát, đó là chân đạo, chân hạnh, do đạo này và hạnh này ông sẽ chứng quả dự lưu, hoặc quả nhất lai, hoặc quả bất hoàn, hoặc quả A-la-hán, hoặc độc giác Bồ Đề. Do đạo này, hạnh này, nên ông mau hết tất cả sanh lão bệnh tử, cần gì phải chịu sanh tử lâu dài làm gì. Thân khổ trong hiện tại còn phải chán bỏ, huống lại đi cầu lấy thân khổ trong tương lai. Ông hãy tự suy xét mà bỏ đi những gì trước đây đã tin. Thiện hiện nên biết, khi Đại Bồ Tát này nghe lời nói ấy rồi, tâm chẳng dao động, cũng chẳng nghi ngờ sợ hãi, chỉ nghĩ bí dô này giúp ích cho ta không ít, có thể vì ta thuyết đạo pháp tương tự, khiến ta biết được đạo này không thể chứng quả dự lưu cho đến không thể chứng đắc độc giác Bồ Đề, huống gì sẽ chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Đại Bồ Tát này rất vui mừng. Lại nghĩ, này bí xô này rất có ích cho ta, phương tiện vì ta thuyết pháp chướng đạo, khiến ta hiểu biết pháp chướng đạo, rồi ở trong tam thừa tự tại tu học. Thiện hiện nên biết, khi ác ma kia thấy Bồ Tát này thâm tâm hoan hỉ, lại nói như vậy: Này thiện nam tử, ông nay muốn thấy các Đại Bồ Tát đã mất thời gian dài tu hạnh vô ích không? Nghĩa là các Đại Bồ Tát đã trải qua hàng hà sa số đại kiếp, dùng vô lượng vật thượng diệu như thức ăn, nước uống, y phục, đồ nằm, thuốc thang, của cải, hoa hương, vân vân, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn, lại ở chỗ của vô số chư Phật, tu hành bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, học trụ pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, học trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì, học trụ thánh đế khổ tập diệt đạo, tu 4 niệm trụ cho đến 8 chi thánh đạo, tu 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, tu pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện, tu 8 giải thoát cho đến 10 biến xứ, tu các bậc của Đại Bồ Tát, tu tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, tu 5 loại mắt, 6 phép thần thông, tu 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, tu đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, tu pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, tu quán thuận nghịch, 12 chi duyên khởi để thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, tu các thần thông thủ thắng của Bồ Tát, nói rộng cho đến tu trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Các Đại Bồ Tát này cũng gần gũi phụng sự hàng hà sa số chư Phật, ở chỗ chư Phật thỉnh hỏi đạo của Đại Bồ Tát, nghĩa là hỏi như vậy: thế nào là Đại Bồ Tát an trụ đại thừa, thế nào là Đại Bồ Tát tu hành bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, an trụ pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì, an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo.